Đây đây đây, đang chờ nãy giờ đây. Are you the hunter? Đố anh chứ con gì mà nó dài hơn con đường? Con gì mà dài hơn con đường á? Con sông. Ủa, cái con dài nhất từ nào tới giờ khi người ta đố là con sông mà, chứ đâu phải là con đường. Sao lại đố dài hơn con đường? Phải đố dài hơn con sông mới đúng chứ. Con số dài hơn cả con sông á. Tới số bao nhiêu thì sẽ dài hơn con sông? Cho nè. Có số nào dài hơn con sông mấy má? Thôi, không giỡn ngoài. Sông là hơi bị kinh đấy. Sông mới là vô tận. Nè tôi hỏi mấy ông nè, phước tám sông bị ban vĩnh viễn. Vĩnh viễn là cái gì? Là vô tận. Dài hơn hộ. Phước tám sông nó bị ban. Nó bị ban cái số 8 nằm ngang luôn mà. Nó cái số 8 mà nằm ngang ấy, biết không? Biết cái số 8 nằm ngang không? Vô tận luôn. Con số tuổi luôn, không bao giờ có cửa luôn. Có cái thứ gì đó có thể dài hơn con sông. Nực cười. Ê đồ A biết con đường nào là con đường dài nhất? Đường dẫn vào trái tim Gret luôn. Anh biết câu này luôn, trên đinh trên mạng luôn. Sao mình lại cười cho nỗi đau của người khác nhỉ? Con số dài hơn con sông chỉ có thể là con số 8. 8 giờ tối mỗi ngày. Dạ không nổi. Biết chơi liên minh không? Người ta có flash. Không mặt cười là con đường lên thách đấu của A Đỏ Amos. Còn anh Dũng nha Dũng, không không không. Căn bản là anh có nhu cầu lên thách đấu cho nên có con đường đó. Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, thay vì anh lên thách đấu, không, anh ngồi trên đó anh vật lộn với những thằng thách đấu thì anh chỉ cần ở cao thủ thôi. Tối đa là anh chỉ cần ở cao thủ thôi, tối thiểu chứ. Anh ở dưới cao thủ, bây giờ nè, ở dưới cao thủ á, thách đấu anh cũng gặp. Tại vì tụi nó cày thuê đầy luôn, chứ đây hội dưới này tụi nó cày thuê đông hơn mấy thằng trên thách đấu nữa. Nhiều khi mấy thằng thách đấu bây giờ á, đa phần là mấy thằng cầm mặt là mấy thằng chủ mặt cày thuê không à. Đó. Còn ở dưới này á là real. Dưới này là real luôn. Đánh dưới này là toàn là hàng tươi không. Từ từ đã, bây giờ mình đã win thằng mid bên kia rồi đúng không? Mình rõ ràng là mình đã win thằng mid bên kia rồi. Thì bây giờ cái việc mình cần làm á là mình giữ nhịp, mình farm, mình cho nó gỡ. Ví dụ giờ Tết đi, gụ mấy đứa nhóc trong sớm quýnh bài cào đi. Ăn tụi nó 10.000 nghỉ. Ở như hồi Tết đó. Tự nhiên phán rủ tôi solo liên quân, tin được solo Triệu Vân. Xong rồi tôi vô tôi ăn 10.000, xong tôi nghỉ, tôi chưa gỡ nữa, tới giờ vẫn chưa gỡ được luôn. Cay không? Cay không? Sao mà gỡ được? Rồi luôn, nó sáo mẹ rồi. Chị ra đi hết. Sao không chơi dại vậy? Sao hết? Phải lo được. Mày cái gì thế? Mày luôn á. Ôi. Trời. Mày nuôi. Có phải là gần cường anh không? Anh cường bậy nuôi. Gam vẫn cần anh. Mấy cái này cơ bản mà anh em. Sao đấy nhờ? Mấy này cơ bản. Quá trời đồ luôn. Ôi ôi. Tôi nè 1, 2, 3, 4. 4 mảnh Yasuo ơi, nguyên cái khiên luôn. Có hai tầng à. Cái này gọi là ao đồ đó anh em. Tin được. Rồi, nó đang có ý định trả thù. Tôi biết. Sao anh bảy ra đây viewer, chúng tôi cần tiếng cười. Chị ngu len. Vẫn là anh đây mà. Vẫn là anh bảy của em đây mà. Thế tại sao chúng ta có thể chấp nhận được cái chuyện là chúng ta từng có một Ultimate Demit kỹ năng của Việt Nam
Mà bây giờ chúng ta không thể chấp nhận thêm có thêm ông Cường Mỹ Núi là làm sao nhờ? Sao kỳ vậy? Đó, sao? Có nó kìa, nó làm gì tôi hả? Tôi nói rồi, nó thèm trả thù dữ lắm. Rồi luôn, lát sai luôn. Ê, con ta đi giá làm gì trong đó kìa? Đây rồi, nó đi rồi. Nó là Cam Tham. Chó Lee Sin. Trời, Lee Sin gà vậy? Ông đá nó ra khỏi trụ làm cái gì thế? Trong khi nó có thể lướt vô. Wow 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 wow. Ăn luôn nè. Ok. Rồi, chó Lee Sin. Sao mày vậy được Lee? Sao mày rờ kết thúc? Sao mày đéo làm gì trước đó đi, đi mày rờ mày kết thúc cái mạng của con này sết vậy? Điểm yếu Kai'Sa mid là gì vậy Mus? À, con Kai'Sa trong tay Mus nó không có điểm yếu. Nó mạnh tự nhiên. Ba điểm yếu của nó là chấp 3. Nó không có chấp 3 được, nó chỉ chấp được 2 thôi. Vừa tìm ra luôn. Mới tìm ra nó thì luôn vậy tôi à. Nó chỉ chấp được 2 thôi. Tức là sau khi nó giết 1 thì nó chỉ có thể đánh với 1-1 nữa thôi. Nó không thể đánh 2 được. Ông nào đang team build thì làm ơn lock cái ức ra. Viewer chúng tôi cần những pha liên minh đỉnh cao, nhưng mà là những pha tấu hài đỉnh cao. Ok. Con lock kìa. Oh. Con lock mất tiêu luôn. Rồi. Rồi nha. Rồi nha. Rồi nha. Rồi nha. Tao đúp là xỉu hết đó nha. Vơi vơi, tôi kêu vơi rồi. Tôi kêu kiểu giờ sao chơi nữa. Hết bóc rồi.